Người đàn ông say rượu về đến nhà, lấy chìa khóa ở dưới chậu hoa ở trước cửa nhà một cách quen thuộc. Anh ta đặt đầu xuống giường là ngủ, mà không hề phát hiện bên gối có thêm một con gấu đáng yêu. Đúng lúc này, một cô gái đẩy cửa bước vào trong. Cô kinh ngạc khi phát hiện chiếc đồng hồ báo thức trên tường bị người nào đó động vào. Bồn cầu cũng có vết tích được sử dụng, do vừa bị tình cảm làm tổn thương nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cô sợ hãi lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng cô không hề biết rằng người đàn ông trên giường lúc này thực ra chính là hoàng tử của đời mà cô kiếm tìm lâu nay. Margaret có thói quen giấu chìa khóa ở dưới chậu hoa, mà Griffin cũng có thói quen đó. Hôm nay chính là ngày cô hằng mong. Buổi tối người bạn trai Kip gọi điện cầu hôn cô. Cô xin kinh nghiệm yêu đương từ mẹ mình, chia sẻ chuyện tình yêu với đồng nghiệp. Nhìn thấy cô em gái ngày mai sẽ cưới, cô còn tự tin hơn mà nói bạn trai cô là một kỹ sư kiến trúc giỏi giang. Cô sẽ đưa bạn trai đến hôn lễ em mình. Cô đã bị giục cưới nhiều năm, chỉ muốn nói cho cả thế giới biết cô được cầu hôn. Nhưng đến buổi tối, Kip lại nói chia tay với cô. Anh nói mình chỉ muốn đùa giỡn, không hề muốn chịu sự ràng buộc của hôn nhân. Margaret tức gần chết, dùng nước cam hất thẳng vào mặt tên đều cáng. Cô mang theo nỗi thất vọng bỏ đi. Lúc này, Griffin cũng đồng thời đang ở nhà hàng đó cầu hôn người yêu. Nhưng cô người yêu Ido top top lại lợi dụng anh để lấy độ hot. Griffin rất bực tức, hai người do ý kiến không hợp mà cãi nhau. Ai ngờ cô người yêu liền nói chia tay luôn. Margaret mãi mới chờ được xe đến, lại bị cô Ido top top cướp xe. Cô chỉ cảm thấy hôm nay thật tồi tệ. Griffin đuổi theo người yêu ra ngoài, lại không thấy bóng dáng người yêu đâu. Cứ như vậy, hai người cô đơn lại gặp phải nhau. Có cần giúp đỡ không? Ừ thì... trừ khi anh có nhẫn cưới ở trong túi của anh. Ừ, đây là tôi. Sáng sớm hôm sau, cô người yêu top top tìm Griffin xin quay lại, còn xin anh giúp đỡ. Cô rất cần một cần cầu hôn nữa của anh để tạo độ nổi. Griffin mồm thì đồng ý rồi, nhưng lại âm thầm giấu nhẫn đi. Giờ trong lòng anh, tình yêu của hai người đã hoàn toàn biến chất. Griffin hẹn bạn mình cùng nhau uống rượu, ngoài mặt thì vui không kể xiết, nhưng ai cũng không biết trong lòng anh buồn thế nào. Vài cốc rượu vào bụng, anh đã say đến bất tỉnh nhân sự, được mấy ông bạn bế ra xe taxi đưa về nhà. Nhưng ngờ đâu ông tài xế lại đưa anh đến nhầm nơi. Điều kịch tính hơn nữa là chủ nhân của nhà này có thói quen giống anh, để chìa khóa ở dưới chậu hoa ở trước nhà. Còn Margaret đang với cô bạn thân than vãn về chuyện tối qua. Gần 30 năm trong cuộc đời cô, năm nào cũng bị giục cưới, hôm nay chắc chắn không thoát nổi mấy bà cô bà bác rồi. Bạn thân nói với cô có thể thuê một người yêu để giả vờ, còn tự mình làm ví dụ cho cô xem. Lát nữa có muốn đi ăn cưới không? Ừ. Margaret bị những chiêu trò của bạn thân làm sợ hãi. Buổi tối, cô vác theo cái thân xác mệt mỏi về đến nhà. Vừa mới định nằm xuống nghỉ ngơi, lại xảy ra cảnh lúc đầu phim. Câu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, chúng ta cũng biết là gì rồi. Sau khi chia tay bạn có đến nhà người yêu cũ không? Giống như người đàn ông này, anh ta vừa vào nhà người yêu, liền nhìn thấy một người đàn ông không mặc quần áo. Chúng ta chia tay còn chưa được 24 tiếng, nhà em đã có một người đàn ông rồi sao? Ý của tôi là làm thế nào chúng ta vẫn chưa chia tay? Tôi và anh đã chia tay rồi. Nhìn thấy người yêu cũ chuẩn bị động thủ, Margaret đứng trước mặt bảo vệ Griffin, đồng thời nói anh là bạn trai mới của mình. Tối nay cô với anh sẽ cùng nhau đi ăn cưới. Nói xong hôn luôn Griffin. Kip chỉ biết tức giận, vừa chửi vừa mở cửa đi ra ngoài. Griffin còn tưởng cô chỉ vì anh người yêu cũ, ai ngờ đâu cô lại nghiêm túc nói là anh biết 2 tiếng nữa em gái tôi sẽ kết hôn. Tôi là phù dâu, nếu như tôi đi một mình, tôi phải ngồi cạnh một cái ghế trống, bên cạnh toàn là cặp đôi hạnh phúc và những bà cô đáng ghét. Ý tôi là thà là tôi chết dần trong đau khổ, cũng không muốn chịu nỗi nhục này. Kỳ thị giới tính trò chơi, anh biết không, tôi chỉ là... Griffin cảm thấy chuyện này có hơn kỳ, mở cửa đi khỏi nhà cô, nhìn thấy hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt rồi. Margaret tuyệt vọng nằm trên ghế gào thét. Này, tôi chỉ quên túi thôi. Hy vọng cháy lên lại bị dập tắt, Margaret lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Được thôi, nhưng trước 8 giờ tôi phải về. Được, cảm ơn. Hai người tắm gội, Margaret còn để anh mặc bộ vest vốn chuẩn bị cho Kip. Sau đó lái xe đi tới hôn trường, vì cô còn phải mang tấm cài đầu mình làm cho em gái đi. Vì vậy phải đến đúng giờ, ai ngờ đâu do bánh xe bị trượt, đâm thẳng vào đống tuyết chết máy. Làm thế nào cũng không để được, để hôn lễ có thể tiến hành thuận lợi. Hai người nhanh chóng đi bộ đến khách sạn, hai người tưởng đâu sẽ muộn mà lại gặp một chiếc xe ngựa. Margaret vội vã chạy lên nhờ họ đưa mình đi một đoạn. Chủ nhân chiếc xe không những không từ chối, đồng thời trên quãng đường đi, còn kể cho họ câu chuyện gặp gỡ đầu tiên của vợ chồng bà. Sau khi hai vợ chồng xuống xe, bà lão đưa chiếc áo khoác màu hồng của mình cho Margaret, đồng thời nói đây là vật kết nối tình yêu của vợ chồng bà. Hy vọng nó có thể mang đến may mắn cho cô, có lẽ là do câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng già. Khi hai người ngồi trên xe ngựa, bầu không khí cũng có hơi màu hồng. Hai người đến được cửa khách sạn, Margaret bảo Griffin đóng giả người yêu cũ Kip,
Vừa bước vào, Griffin bị người nhà cô bao vây lại. Margot không có thời gian để tâm tới anh, nhanh chóng đi tìm em gái. Em ở đây. Chị đến muộn 2 tiếng. Margot cười ngượng ngùng. Nhìn thấy nụ cười hài lòng của em gái, Margot cuối cùng cũng thở phào. Còn Margot, do anh là một luật sư, nên những câu hỏi hóc búa của người thân Margot chỉ là tép riu với anh. Hôn lễ được bắt đầu, Margot cùng với phù rể đi vào. Cô dâu cũng cùng theo cha đi vào trong lễ đường, nhưng bỗng nhiên, căn phòng trở nên tối om, khách sạn lại bị cắt điện. Nhân viên nhanh chóng giải thích, do đường điện bị hỏng, nên rất lâu mới có thể có điện. Hôn lễ bị kéo dài thời gian, em gái có hơi lo lắng. Nhưng đúng lúc này, có người nói bạn trai Margot là một kỹ sư kiến trúc, chắc sẽ có hiểu biết về đường điện. Ánh mắt mong đợi của mọi người đều hướng về anh. Margot tưởng rằng anh sẽ không làm được gì, ngượng ngùng mà nở một nụ cười. Nhưng không ngờ anh lại đưa ra một cách giải quyết. Anh dùng quýt ở khách sạn làm nến, mọi người cũng nhanh chóng làm. Rất nhanh hôn lễ lại được bắt đầu. Dưới ánh sáng của những ngọn nến, hôn lễ trở nên lãng mạn hơn. Đường điện đã được sửa, tất cả mọi người bắt đầu ăn mừng. Chú rể mời Margot và Griffin nói về lần gặp đầu tiên của họ. Griffin không hề lo sợ, tự tin nói về hồi ức đẹp đẽ của cặp vợ chồng già ban nãy. Mọi người đều im lặng lắng nghe, sau đó nhấc ly lên chúc mừng. Margot mời Griffin cùng nhảy, bên tai là một bài nhạc êm ả. Cô nhìn chàng trai đối diện, ánh mắt không thể rời khỏi anh. Nhưng vào khoảnh khắc đẹp đẽ đó, Kip bỗng xuất hiện, đồng thời nói rằng Griffin là tên giả mạo, cô mới là người yêu của Margot. Mọi người đều rất mơ hồ, Kip lại từng bước đi tới. Margot thấy vậy liền đi lên ngăn cản lại. Cuối cùng hai người đánh nhau, Kip quả thực là đô con hơn Margot. Margot không phải là đối thủ của hắn, bị đánh ngã ra đất mấy lần. Margot không biết phải làm thế nào, em gái đi ra chất vấn cô. Chị mang một người yêu giả đến tham dự hôn lễ của em. Không không, anh ấy không phải là người yêu giả. Margot buồn bã khóc lóc bỏ đi. Griffin nhanh chóng đi theo cô. Hai người xin lỗi nhau không ai trách ai. Kip lại xuất hiện, không những đuổi Griffin đi, còn bắt anh trả bộ vest cho hắn ta. Griffin không nói lời nào liền cởi bộ vest ra, sau đó rời khỏi khách sạn. Kip muốn quay lại với cô. Margot hỏi anh chỉ muốn đùa giỡn hay muốn đi tới hôn nhân. Kip không trả lời được. Margot thực sự đã hoàn toàn thất vọng, quay người bỏ đi. Griffin ngồi lên chiếc xe bus đi tới quán rượu tìm cô người yêu top top. May mà hành khách tốt bụng đưa cho anh một bộ quần áo. Griffin mặc đồ thể thao đi vào quán rượu. Tuy cô người yêu top top không hài lòng với bộ dạng bây giờ của anh, nhưng cũng may anh đã tới, thế là nhanh chóng bảo anh cầu hôn mình. Griffin cũng làm theo, quỳ một gối xuống. Còn ở khách sạn, Kip cũng cầu hôn Margot ở trước mặt mọi người. 24 tiếng trước, em chỉ muốn anh cầu hôn em. 24 tiếng trước, anh thuyết phục bản thân em chính là nửa kia của anh, là người sống quãng đời còn lại với anh. Nhưng đây là thay đổi rồi. Anh tưởng là đây là thứ em muốn. Anh không làm được. Em không thể để anh làm như vậy. Anh rất xin lỗi, anh không thể. Cái gì? Anh rất xin lỗi. Griffin mệt mỏi về đến nhà, ngã xuống giường, ngờ đâu Margot cũng vào phòng ngay sau đó, đồng thời hỏi Griffin có muốn thử yêu nhau không? Giống như hai con người an ủi lẫn nhau thôi. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Margot, Griffin không nhìn được hôn lên môi cô. Nhưng đúng lúc này, cô người yêu cũ lại xuất hiện ở đó, nói mình quay về để lấy hành lý. Lúc Griffin đi thu dọn hành lý cho cô ta khóc lóc và nói với Margot, nói cô đã mang trong mình đứa con của Griffin, đứa trẻ không thể thiếu bố. Cô ta cầu xin cô đừng phá vỡ gia đình họ. Margot tin lời cô ta, cô chửi Griffin một trận, sau đó rời khỏi nhà anh. Griffin hỏi cô người yêu cũ đã nói gì với Margot. Cô Ido top top lau dòng nước mắt giả tạo đi, sau đó nở nụ cười thắng lợi. Griffin nhanh chóng đuổi theo, anh muốn giữ Margot lại, nhưng dù nói thế nào, Margot cũng không dám tiếp tục yêu anh. Khi thượng đế tặng cho em một món quà, em không thể cứ như vậy mà nói không. Năm mới vui vẻ Griffin. Margot cứ như vậy mà đi, Griffin chỉ biết thở dài. Thời gian cứ thế qua đi, lại một Giáng sinh nữa tới. Griffin đến nhà hàng tìm bạn, ánh mắt lại dừng ở một chiếc áo khoác màu hồng quen thuộc. Những ký ức đẹp đẽ lại xuất hiện, anh nhớ cô, cả năm nay giây phút nào cũng đang nhớ. Có người nhẹ nhàng vỗ vào vai anh, Griffin nở ra một nụ cười vui vẻ, sau đó quay người nhìn, vẫn là khuôn mặt đó. Hai người vẫn độc thân, không kìm được mà ôm lấy nhau. Cùng với sự thay đổi của tuổi tác, chúng ta luôn sẽ có những áp lực, cầu xin sớm ngày có thể bước vào hôn nhân, để chặt lại những giọng nói dục cưới. Nhưng hôn nhân không phải là đồ vật, quãng đời sau này đắng cay mặn ngọt bản thân đều phải chịu. Bị động chọn lựa, không bằng đưa mắt nhìn ra xa, nghe sự cầu xin từ trái tim mình, có lẽ, cái người đúng đắn đó cũng đang chờ đợi. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Thích phim thì đừng quên ấn like nhé.